Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Sáng mùng 10 tháng 9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa to đến rất to. Dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục mưa to. Với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 mm đến 70 mm, có nơi trên 80 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt mưa này sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 10 cm đến 20 cm. Tuyến ngập sâu nhất từ 25 cm đến 30 cm. Dưới đây là lưu ý của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về các tuyến phố có thể ngập trong vài giờ tới, gồm quận Tây Hồ, các điểm tuyến phố chính có nguy cơ ngập là thụy khuê dương quảng hàm phú xá quận ba đình gồm các phố thành công huỳnh thúc kháng la thành liễu giai điện biên phủ núi trúc ngọc khánh nguyễn trường tộ quận hoàn kiếm các tuyến phố phùng hưng liên trì nguyễn gia thiều ngã tư tại hiện lương ngọc quyến phố đinh liệt phố nguyễn siêu ngõ gạch tông đàn ngã tư quang trung trần quốc toàn thợ nhuộm bà triệu điện biên phủ quán thánh ngã ba đường thành hàng nón quận đống đa các tuyến phố bùi sương trạch huỳnh thúc kháng thái hà chùa bộc phạm ngọc thạch tôn đức thắng khâm thiên lê duẩn văn miếu quốc tử giám kim liên quận thanh xuân các tuyến phố lê trọng tấn hoàng văn thái nguyễn ngọc nại vương thừa vũ nguyễn văn trỗi nguyễn tuân lương thế vinh nguyễn xiển quan nhân vũ trọng phụng nguyễn trãi nguyễn huy tưởng phùng khoang đường tố hữu đoạn từ lương thế vinh đến trung văn quận hai bà trưng các tuyến phố nguyễn khoái lạc trung mạc thị bưởi hàng chuối trần xuân soạn thanh nhàn yác xanh quận cầu giấy các tuyến phố ngã tư dương đình nghệ nam trung yên phía sau tòa nhà kiang nam hoàng quốc việt gần đại học điện lực phan văn trường phùng trí kiên trần bình phố hòa bằng quận hoàng mai các tuyến phố thịnh liệt đường đền lừ đường hoàng mai Phố Vĩnh Hưng, Trương Định, Lĩnh Nam, Định Công, Quận Nam Từ Liêm, các tuyến phố Đỗ Đức Dục, Phố Phùng Khoang, Hầm Chu Dân Sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quận Hà Đông, Phố Triều Khúc, Đường Quyết Thắng, Phùng Hưng, Tô Hiệu, Yên Nghĩa. Dạng sáng mùng 10 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên sông cầu và sông Bùi. Theo đó, từ 17 giờ ngày mùng 9 tháng 9, mực nước sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt, dâng cao 7 m ở mức báo động. Vì vậy, cơ quan này lệnh báo động 3 trên sông Bùi tại địa phận các xã Ven Đê thuộc huyện Trương Mỹ và Mỹ Đức. Khoảng 22 giờ 40 phút, mực nước sông cầu tại Lương Phúc chạm mốc 8,02 m trên mức báo động 3. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố lệnh báo động 3 trên sông cầu và các xã Ven Đê thuộc huyện Sóc Sơn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn và các ngành đóng tại địa bàn thực hiện nghiêm những quy định khi có báo động 3. Trước đó, do ảnh hưởng của bão Yazi, trong ngày mùng 9 tháng 9, nhiều khu vực các huyện ngoại thành đã bị ngập nặng, như một số nơi ở khu vực xã Vật Lại, huyện Ba Vì, xóm Vôi, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai. Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam cho biết, ngày mùng 9 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Lào Cai báo cáo có hai tàu từ Trung Quốc trôi giặt trên sông Hồng về hướng cầu Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Lào Cai, đây là hai tàu hút loại tàu vận tải khoảng 100 tấn. Tàu trôi qua cầu Cốc Lếu và cầu Phố Mới nhưng chưa xảy ra va chạm. Tối mùng 9 tháng 9, hai tàu trên trôi dạt đến cầu Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai. Trong bối cảnh nước sông Hồng lên cao, hai phương tiện này có nguy cơ va đập vào trụ hoặc dầm của những cây cầu bắc dọc sông Hồng để tránh làm ảnh hưởng đến kết cấu cầu đường bộ, đường sắt khi mực nước lũ trên sông Hồng dâng cao. Cục Đường Thủy Nội Địa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải Báo cáo thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng chủ trì xử lý. Lãnh đạo cục đường thủy cho biết do các sở giao thông vận tải, đơn vị quản lý đường thủy trên sông Hồng chỉ có cano công suất nhỏ không đủ kéo giữ hai tàu trên nên phải kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng xử lý. Trước diễn biến hai tàu vận tải từ Trung Quốc trôi dạt trên sông có nguy cơ ảnh hưởng các cầu đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã thông báo các đơn vị liên quan nắm thông tin để phối hợp xử lý. Nhớ lại giây phút cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ bị sập hai nhịp giữa. Anh Ngô Văn Khanh, sinh năm 1998, trú tại thôn 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, vẫn chưa hết bàng hoàng. Vào thời điểm đó, anh đang ở trong nhà thì thấy mọi người hô to, cầu sập rồi. Ngay lập tức, anh chạy ra ngoài nhìn về phía thượng nguồn. Lúc này cây cầu có tuổi đời 29 năm đã bị sập toàn bộ hai nhịp giữa sau đó anh đã phát hiện một nạn nhân đang chơi với giữa dòng nước lũ chảy xiết ngay lập tức anh chạy xuống đò bơi ngược ra giữa dòng để ứng cứu anh khanh chính là người đã cứu được nạn nhân phan trường sơn ở huyện tam nông tỉnh phú thọ khi được hỏi về câu chuyện cứu người trong vụ sập cầu phong châu anh khanh nhớ lại lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu rồi tức tốc lái thuyền chạy ra cứu người quan sát xung quanh anh khanh thấy dòng nước xiết đục ngầu đang cuốn theo nhiều cây gỗ và rác vài phút sau anh nhìn thấy anh sơn đang cố gắng bám víu vào một thân cây chới với vật lộn giữa dòng nước lũ nạn nhân đã bị rơi cả người và xe máy xuống sông khi cầu sập không nghĩ nhiều anh khanh lập tức cùng hai người khác trèo thuyền ra ngoài dòng nước đang chảy xiết để cứu người anh kể chưa bao giờ tôi dám trèo thuyền ra dòng nước lũ chảy xiết như vậy nếu không may dòng nước cuộn xoáy sẽ cuốn cả thuyền đi nhưng lúc ấy tôi không nghĩ được nhiều trong khi hai người khác trèo thuyền tôi đứng ra mũi thuyền để kéo người gặp nạn lên thuyền. Chiếc thuyền chỉ dài 7 mét, rộng chừng 1 mét, nên việc di chuyển dưới dòng nước cũng khó khăn. May mắn chúng tôi nhanh chóng tiếp cận đến vị trí nạn nhân. Lúc này, anh Khanh cầm lấy tay nạn nhân rồi lôi thốc lên thuyền thì chiếc thuyền cũng trao đảo theo. Anh Khanh kể, anh ấy rất hoảng sợ, lên tới bờ anh ấy vẫn run, không nói được, không nhớ gì. Phải mất khoảng 10 phút, anh ấy mới đọc được điện thoại người nhà để tôi thông báo. Khi được hỏi, anh đã nghĩ gì khi lao ra giữa dòng nước dữ để cứu người? Người hùng 26 tuổi cho biết, bản thân khi đó gần như làm việc theo bản năng. Trong đầu anh khi đó, chỉ có ý muốn nhanh nhất đưa được nạn nhân lên bờ. Nằm trong phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, nạn nhân Phan Trường Sơn ngụ tại khu 10, xã Hương Nội, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi thoát chết trong vụ sập cầu Phong Châu. Cụ thể, anh Sơn cho biết, khi đang đi trên cầu, anh nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh rồi trong chớp mắt, thấy mình rơi tự do xuống sông, anh thấy mình chìm rất sâu nên cố gắng ngoi lên mặt nước. Lúc đấy, mặc dù đã ngoi đến mặt nước, nhưng anh vẫn không dám nghĩ mình còn sống để trở về vì nước chảy quá xiết. Ngay sau đó, anh Sơn may mắn bám được vào một thân cây chuối. Trôi theo dòng nước khoảng từ 4 đến 5 km thì anh được người dân đi thuyền ra cứu. Ông Ngô Văn Huấn, bố của anh Khanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi cây cầu hàng ngày mình đi qua đã đổ sập, cuốn trôi nhiều người chưa rõ tung tích. Ông Huấn chia sẻ, sáng ngày 9 tháng 9, ông vừa di chuyển qua cầu Phong Châu được 10 phút thì nghe tin cầu sập. Ông đã gọi điện cho vợ, con để ra sông canh, nếu người bị nạn trôi qua thì cứu. Lúc ấy chân ông như nhũn ra, tức tốc chạy về phía thuyền của gia đình nhau đậu để hỗ trợ. Cuối cùng, con trai ông chỉ cứu được một người. Dù lúc đó cả gia đình vẫn túc trực ở ven sông nhưng không thấy nạn nhân nào nữa. Anh Khanh nói, có nhiều người hỏi thăm về việc anh cứu người, danh lời tán thưởng. Thế nhưng, anh nghĩ rằng mình cứu người thì sau này mình gặp nạn cũng sẽ có người cứu mình. Giúp được ai điều gì thì nên giúp. Liên quan đến vụ sập một nhịp cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ vào sáng mùng 9 tháng 9, thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã rào chắn ở hai bên đường, dẫn lên cầu Phong Châu để tìm kiếm nạn nhân còn lại. Là một trong những người đi qua cầu gần như cuối cùng trước thời điểm cầu sập, anh DT, nhà ở huyện Tam Nông cho biết anh xuất phát từ Tam Nông, đi qua cầu Phong Châu lúc 9 giờ 49 phút. Chỉ vài phút sau, anh nghe tin cầu Phong Châu bị sập. Những hình ảnh từ camera hành trình xe anh Tê ghi lại cũng gần như là thời khắc cuối cùng trước khi cầu Phong Châu bị sập. Anh Tê nói, em vừa đi qua cầu Phong Châu một lúc thì nghe tin cầu sập, vừa đi qua thì nghe rinh một cái. Đến bây giờ em vẫn chưa hết bàng hoàng, ngày nào em cũng đi qua cầu Phong Châu, hôm nay chỉ chậm một chút nữa thì có thể em đã gặp chuyện xấu. Anh TNN, ngụ tại huyện Tam Nông cũng cho hay, sáng nay anh đi từ bên đầu cầu Lâm Thao qua Phong Châu trở về nhà ở Tam Nông. Nhà anh cách cầu Phong Châu vài km. Anh vừa về đến nhà thì nghe tin cầu sập. Một trường hợp may mắn khác là anh Bùi Quý Trọng, 32 tuổi, người rơi xuống sông Hồng nhưng được cứu lên ngay sau đó, vẫn còn sợ hãi khi kể lại khoảnh khắc cầu Phong Châu bị sập. Anh Trọng kể, tôi đang đi trên cầu, khoảng 5 mét nữa đến đoạn cuối bỗng thấy cầu rung, nên ngoảnh lại thì thấy cầu sập một đoạn. Lúc ấy không biết bám víu vào đâu, tôi và người bạn đi cùng xe máy rơi tự do xuống. Anh Trọng may mắn rơi xuống ngay phần bê tông cầu, nên được mọi người ở trên bờ xuống kéo lên. Tuy nhiên, xe máy của anh Trọng vẫn còn nằm ở dưới sông. Vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ sập cầu. Ông Nguyễn Tuấn Hùng, 49 tuổi kể lại, trong lúc lái ô tô chở vợ đi qua cầu khoảng 10 giờ kém, hướng từ huyện Lâm Thao sang huyện Tam Nông đi làm. Ông thấy nước sông dâng cao, chảy xiết. Khi vừa chạy qua cầu vài trăm mét thì cầu sập. Anh Đặng Duy Tú, 27 tuổi, ở xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết, anh đã chứng kiến toàn bộ cảnh cầu bị sập và không tin vào những gì đang diễn ra. Anh Tú kể lại: "Tôi nghĩ mọi thứ như trong phim vì thực sự rất kinh khủng." Cũng theo anh Tú, khoảnh khắc cầu bị sập xuống, nhiều người đã bật khóc vì sợ hãi khi chứng kiến, trong đó có cả bản thân anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này sẽ xảy ra. Đến lúc quay lại video, chân tay của anh vẫn run lấy bẩy. Liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, hiện đã xác định được danh tính các nạn nhân mất tích. Danh sách sơ bộ nạn nhân mất tích vụ sập cầu Phong Châu ngày 9 tháng 9 năm 2024 gồm 1. Nguyễn Thị Lan, sinh năm 2005, địa chỉ khu 18 Vạn Xuân, Tam Nông, Bắc Nông, đi xe máy. 2. Nguyễn Hà Chi, sinh năm 2005, địa chỉ Đắc Nông, đi xe máy. 3. Dương Công Chiến, sinh năm 1981, địa chỉ khu 2, dân quyền Tam Đông, đi xe đầu kéo, biển kiểm soát 19H04212. 4. Hà Quốc Chí, sinh năm 1986, địa chỉ khu 5, Chu Hòa, Việt Trì, đi xe đầu kéo, biển kiểm soát 19H02419. 5. Lương Xuân Thành, sinh năm 1968, địa chỉ khu 1, Thạch Đồng, Thanh Thủy. 6. Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1976, địa chỉ khu 1, Thạch Đồng, Thanh Thủy, đi cùng xe, xe máy biển kiểm soát 19L1-10749. 7. Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh năm 1988, địa chỉ Nỗ lực, Thụy Vân, Việt Trì, nữ tu dòng luyến thánh giá công giáo tại Nỗ lực, Thụy Vân, Việt Trì, đi xe máy biển kiểm soát 19N1-10749. 31061. 8. Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1979, địa chỉ khu 17, Sơn Vi, Lâm Thao, đi xe máy biển kiểm soát 19S108682. Danh sách sơ bộ nạn nhân bị thương vụ sập cầu Phong Châu ngày mùng 9 tháng 9 năm 2024. 1. Bùi Quý Trọng, sinh năm 1991, địa chỉ khu 10, Vạn Xuân, Tam Nông, khu 10, Vạn Xuân, Tam Nông. 2. Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1994, địa chỉ khu 10, Vạn Xuân, Tam Nông, khu 10, Vạn Xuân, Tam Nông. Đi cùng nhau, xe máy biển kiểm soát 19 h 40861 0861 3. Phan Trường Sơn, sinh năm 1984, địa chỉ khu 10, Hương Nộn, Tam Nông. Đi xe máy biển kiểm soát 19 v 1 Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tổ chức cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, do mực nước sông Hồng dâng cao, dòng nước chảy xiết, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ, Sở Giao Thông Vận Tải Phú Thọ cho hay, cầu Phong Châu vượt sông Hồng tại km 18 300 Quốc lộ 32C kết nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ được đưa vào khai thác năm 1995. Cầu được làm bằng thép và bê tông cốt thép giữ ứng lực với quy mô vĩnh cửu. Cầu Phong Châu có phần đường xe chạy rộng 7m. Lề người đi bộ mỗi bên rộng 1m, tổng bề rộng mặt cầu 9,5m. Cầu gồm 8 nhịp được bố trí theo sơ đồ 4x33-66-64-80-21m, gồm các nhịp 33m là nhịp dầm bê tông cốt thép N1-N4 đến và các nhịp dàn thép N5-N6-N7. Các trụ cầu T1-T7 đến bằng bê tông cốt thép Mark 250. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa với quy mô thay 4 dầm nhịp bê tông cốt thép thường bằng 4 dầm nhịp bê tông cốt thép giữ ứng lực, dán sợi thủy tinh và sợi carbon ra cường dầm T33 các nhịp 1, 2, 3, 4, thay thế bu lông cường độ cao bị đứt gãy, hàn dỉ, tẩy dỉ bằng phun cát, sau đó quét sơn chống dỉ cho phần của hệ dàn thép, sửa chữa mặt cầu bằng bê tông cốt thép và thảm bê tông nhựa dày 5 cm. Thay thế các khe co giãn cũ tại các vị trí mố M1, M2 và trụ T1, T2, T3 bằng khe co giãn răng lược thay thế những thiết bị điện trên cầu đã hỏng bằng các thiết bị điện mới, tẩy rỉ và sơn lại cột đèn chiếu sáng của cầu. Theo kết quả kiểm định sau khi sửa chữa, cầu không phải cắm biển hạn chế tải trọng. Năm 2019, cầu Phong Châu được sửa chữa với quy mô xử lý sói lở trụ T7 bằng cách tăng cường 8 cọc khoan nhồi bê tông cốt thép C30, đường kính 1.200mm, dài 16m, mỗi cọc ngàm trong tầng đá gốc đồng thời kết hợp mở rộng bệ trụ bằng bê tông cốt thép C30, tháo rỡ thu hồi trụ va xô hư hỏng trước trụ T7, gia cường khả năng chống va bằng biện pháp nối cứng hai thân trụ T7, kết cấu bằng bê tông cốt thép C30, chiều cao 1,2m, tính từ phần thân trên thân đặc trụ T7. Xử lý sói lở trụ T6, gia cố chống sói bằng dọ thép đan máy, có luồn thép D8 tạo khung cứng. Trong nhồi đá hộc, hai hàng theo chiều sâu, bên dưới bù đá hộc, phạm vi xếp xung quanh hệ móng cọc Năm 2023, cầu Phong Châu tiếp tục được sửa chữa nhỏ với quy mô, tẩy dỉ, sơn lại toàn bộ các thanh mạ thượng, thanh đứng, thanh xiên, hệ liên kết ngang trên và hệ liên kết dọc trên của nhịp 66m, 64m và 80m. Thay thế khe co giãn trên trụ T5, T6, T8 bằng khe co giãn răng lược và sửa chữa phần bê tông phía trước khe đã bị nứt vỡ, sơn lại lan can trên nhịp chính và lan can phía trái tuyến nhịp N1 kiểm định cầu. Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ cho biết, Kết quả kiểm định cầu Phong Châu năm 2019 đánh giá cho thấy cầu khai thác được với tải trọng HL93, cầu không phải cắm biển hạn chế tải trọng xe qua cầu. Thậm chí, vào tháng 8 năm 2022, cử tri tỉnh Phú Thọ đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng hai cây cầu mới nhằm thay thế cầu Phong Châu và cầu Tứ Mỹ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đối với việc đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng hai cây cầu mới nhằm thay thế cầu Phong Châu và cầu Tứ Mỹ, bộ giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh phú thọ và sẽ quan tâm ưu tiên đầu tư khi cân đối được nguồn lực